Hello anh em nhé. Rồi đêm khuya chia sẻ cho anh em cái này một chút xíu nha. Rồi hello mọi người. Rồi xin chào anh em nha, Bùi Thuận nha, lâu quá không gặp Bùi Thuận. Bùi Thuận bữa giờ đi đâu ấy? Bùi Thuận lâu quá quên cả thầy. Đúng không Bùi Thuận? Rồi anh em chia sẻ cho khí thế người coi đi nhá. Thì hôm nay thì Tuấn lại gặp rất nhiều vấn đề, về vài anh em lại hỏi về vấn đề trên một con xe nó bị lỗi như thế này. Thì tối nay mình sẽ review lại, hướng dẫn cho anh em trên tất cả những dòng xe full xăng điện tử nói riêng, cũng như dòng xe A-Plus nói chung, thì chúng ta sẽ demo như sau. Xin chào mọi người nhá. Rồi xin chào Đức Trần, Trần Quang Thái, chào mọi người. Thì mọi người hãy chia sẻ lên cho đủ đông người coi lên tốc hành đi ạ. Ở đây nó sẽ là con A-Plus hay là Lit hay là SCR hay là A-Plus đời đầu 209, 210, 211, 212, Lit SCR, hầu như nó tương đương như nhau nha anh em. Bởi vì nó chưa phải điện tử, nó đề theo kiểu truyền thống là cục motor đề. Đó thì đi Tuấn lúc này lại review cho anh em. Và anh em nào muốn coi cái kênh YouTube của Đình Tuấn thì ở dưới có đường link. Có đường link Tuấn Thành Đạt thì anh em hãy vào đăng ký kênh. Kế tiếp mình sẽ làm nhiều cái view hay gửi lên cho anh em. Anh em nào không nhớ thì vào trong cái xem nhá. Rồi. Rồi, sống để cho đi. Xin chào mọi người. Thì vấn đề ở đây nhiều anh em nào yếu thì anh em hãy chia sẻ lên. Nhiều anh em nào biết rồi thì anh em vui lòng bỏ qua cái video này. Thật sự những con xe full xăng điện tử này nó không khó, bởi vì anh em không chịu khó học. Đúng không? Bởi vì anh em không chịu khó học, bởi vì hàng đêm hàng tối anh em lo ngủ sớm, hoặc đồng thời đi nhậu đi nhẹt, hoặc đồng thời chúng ta xem về thời sự nhiều quá, chúng ta cứ coi về giá xăng dầu có hạ hay không nhiều quá, mà anh em lại đánh mất về cái full xăng điện tử. Rồi mình sẽ fill cho anh em. Rồi chúng ta chia sẻ lên tốc hành đi ạ. Rồi thì bây giờ một con chiếc xe mình sẽ fill nhanh, không như ngày xưa mình phải kéo dài cho vòng khoảng 2 giờ nữa. Bởi vì bữa nay mình hạn chế, không nói lâu, bởi vì nó ảnh hưởng cho cái sức khỏe, đặc biệt là cho cái cổ họng nha anh em. Đấy, nó sẽ bị bể. Thì anh em đầu tiên phải quan sát khách hàng dẫn bộ vào trên một con xe, thì chúng ta phải biết là tư vấn. Dạ, thưa anh chị, xe mình bị gì ạ? Thì đương nhiên khách hàng lúc này sẽ trả lời cho chúng ta. Xe của anh ở trong quá trình đang đi thì vô tình đi vào quán cà phê nào đó và uống cốc nước, hoặc đồng thời vào nhà nghỉ. Và nhà nghỉ trong vòng khoảng 2 tiếng anh vào nhà nghỉ, anh ngủ, anh dậy. Thì trong quá trình ngủ dậy thì anh ra anh để con xe thì hầu như không thấy nổ, nó như thế này. Đấy, các bạn nhìn thấy đây ạ. Đó, hầu như nó sẽ đề được nhưng nó không nổ nha anh em. Rồi, mình sẽ để cái cam nó cao hơn một chút. Đây, ok chưa? Thì chúng ta sẽ hỏi thêm khách hàng thêm khoảng vài câu nữa, bảo xe anh hay gặp tình trạng này không. Thì anh này anh bảo hồi giờ xe anh đi rất bình thường, hôm nay mới bị. Đó thì chúng ta mới bảo mời khách hàng ngồi ghế để chúng ta bắt đầu kiểm tra. Đây, tất cả hệ thống FI nghe tiếng bơm xăng hoạt động bình thường.
Đó, tất cả đều bình thường. Thì anh em mình phải bình tĩnh như vậy, chứ không phải là vào chúng ta luống cuống, chúng ta mở ra, chúng ta ngoáy, chúng ta phải hỏi tư vấn khách hàng chút xíu. Đây, mình sẽ demo lại cho quý vị. Rồi, anh em hãy follow, chia sẻ lên cho khoảng đủ trên 100 người coi đi ạ. Rồi, hôm nay cái clip này mình sẽ chia sẻ cho toàn thể anh chị luôn. Đây. Đó. Rồi thì lúc này tất cả nó đều bình thường, thì bất kỳ một người thợ nào cũng vậy. Đầu tiên chúng ta sẽ kiểm tra cái buji. Chúng ta cứ bình tĩnh như vậy, không có cái gì mà chúng ta phải băn khoăn cả trên một xe hệ thống FI. Rồi thì nhà chúng ta ra, chúng ta thay rất nhiều cái buji này. Đó, thì chúng ta sẽ làm khoảng vài cái làm chuẩn. Rồi, bắt đầu mình lấy cái buji chuẩn. Rồi, bắt đầu mình thử. Rồi, lúc này mình xin phép được hạ cam thấp xuống. Rồi, lúc này chúng ta hãy quan sát vào tia lửa điện. Ok. Thì lúc này anh em hãy mở cái yếm đen này ra. Đấy, ở đây nó sẽ có một cái yếm đen, hai con vít. Đấy, anh em hãy mở ra và đồng thời chúng ta sẽ lấy buji. Đó, buji. Thì đầu tiên bất kỳ một người thợ hãy nghe cái trục này nó còn ngon. Đấy, chúng ta có thể quan sát bởi vì nó còn màu đồng tốt. Mình sẽ chiếu cho anh em một chút xíu về ballast. Đây. Đó. Vậy là trục này khách hàng mới thay. Rồi, trục khá là mới. Đó, không bị mo ve. À, còn tốt. Rồi, lúc này chúng ta sẽ gắn cái buji vào. Bởi vì tránh tình trạng nhiều anh em để từ anh em rút cái trục này ra, chúng ta kích hoạt vào sườn, thì vô tình nhiều lúc cuộc sống nó đen thì nó sẽ làm chết cái gì đó trên xe. Thì lúc này chúng ta sẽ để trục nha. Nếu anh em muốn thử lửa tốt hay không thì anh em hãy kích hoạt vào ngay cái đầu buji ở trong động cơ. Rồi, mình sẽ đầu tiên sẽ thử cái buji cho anh em. Rồi, mình sẽ lấy sườn. Rồi, chúng ta sẽ nhìn vào cái tia lửa điện ở buri phóng ra. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhấn lệnh để khởi động. Rồi, xe này hoàn toàn hiện tại là mất lửa cao áp. Còn nếu anh em muốn kỹ hơn nữa thì chúng ta tháo cái trục, chúng ta kích hoạt vào cái buji ở trong động cơ luôn. Đấy, thì lúc này chúng ta loại trừ được cái buji. Không phải phải. Rồi, anh em có thể nhìn vào đây. Rồi, mình sẽ cho cam thấp thêm một chút xíu nữa. Rồi, chúng ta sẽ nhìn vào cái đầu buji. Rồi, mình vén cái sợi dây này ra. Rồi, thì lúc này mình sẽ để gần ở đây. Rồi, để mình cột tay phanh cái đá nha anh em. Chờ mình trong giây lát. Rồi, lúc này mình sẽ cột tay phanh lại. Rồi, ok. Vậy lúc này anh chị nhìn vào đây. Ở đây chúng ta để như thế này. Đấy, nó không giật đâu mà sợ. À, rồi, chúng ta bấm lệnh đề. Rồi, thì lúc này mô bên sườn không phát ra tia lửa điện. À. Rồi, vậy là xe của anh bị mất lửa. Rồi, anh chờ trong giây lát, lúc này em mới mở yên ra để chúng ta tiến hành kiểm tra những bước kế tiếp. Rồi, lúc này mình sẽ đưa camera lên cao thêm một chút. Rồi, tắt ballast. Rồi, lúc này chúng ta mở yên ra. Rồi, anh em mở yên, khách hàng tháo ốc vít. Rồi, lúc này mình đưa cái camera cao lên một chút. Rồi, mình mở ballast. Thì lúc này anh em hãy nhìn vào ở cái sườn bên tay phải. Đấy, ở đây nó sẽ là cục mô bên sườn. Nó nằm ở trong cái sườn phải. Đây. Đó. Bên mấy con này. Đi ghê quá.
Rồi, thì lúc này anh em hãy rút cho mình hai cái cọc gắn vào mô bi sườn cao áp, rút ra. Thì anh em nhìn thấy đây, xe này người ta đã được nối ở màu dây khác, thì anh em hãy nhìn dây bên trong. Tượng trưng trên cái dòng xe phun xăng điện tử của Honda, nó được ký dây hiệu màu đen hoặc là đen sọc trắng. Chúng ta hãy nhìn vào trong này. Đen. Rồi, thì lúc này anh em hãy kiểm tra cho Địa Tuấn một cái điện áp 12V, lấy cái bóng đèn thử như sau. Các bạn làm cái bóng đèn cực kỳ là đơn giản, không có cái gì là khó. Cái bóng đèn sương mù của Rimway đấy, ở nhà ai cũng có cái bóng đèn sương mù của Rimway đây, bóng đèn sợi đốt. Rồi, chạy ra phụ tùng mua ngay cái lò xo sit top đấy, lò xo sit top, một cái kẹp đấy và một khúc dây điện nhà đấy, tốt một chút xíu chúng ta sẽ tiếp mát. Lúc này chúng ta sẽ thử điện áp 12V sau khóa cấp tới Mobison chưa. Bật khóa điện như sau. Chúng ta phải nhìn thấy bóng đèn này nó phải là sáng tỏ thì lúc này điện áp không bị sụt, chín tỏ bình điện và dây dẫn cực kỳ là tốt. Nếu theo quan sát chúng ta có kinh nghiệm thì chúng ta sẽ nhìn vào bóng đèn. Ok, 12V cực tốt. Đó, khá là tốt. Đó. Và lúc này chúng ta có thể dùng một cái gì gen hơi nóng, chúng ta bịt lại cái rắc này để cho chắn tình trạng quẹt vào mát sườn. Có thể sinh ra cháy cầu chì, có thể thợ trước nào làm mà người ta không bọc. Đó, anh em nhìn thấy không? Lỡ mày quẹt vào đây nó sẽ tẹt lửa. Đấy, lưu ý. Vậy bước đầu tiên mình đã loại trừ được 12V sau khóa đã cấp cho Mobi sườn. Bước thứ hai, anh em dùng cái kẹp, chính cái kẹp này anh em kẹp vào dương ắc quy, là kẹp vào lửa. Đó, lửa nhá. Đó là dương ắc quy. Vậy lúc này anh em chúng ta không nên dùng bóng đèn sợi đốt nữa. Chúng ta sẽ chuyển qua cái bóng đèn LED. Ở đây chúng ta sẽ gọi là con iốt, iốt phát quang dạng LED 3V, LED công suất nhỏ. Thì anh em sẽ gắn qua một con điện trở khoảng 1K để nó cản dòng, không cho bóng đèn LED cháy. Rồi, chúng ta sẽ thử bóng đèn LED như sau, dí vào mắt sườn. Rồi, bóng đèn LED của chúng ta sáng tỏ, chín tỏ, đường dây dẫn tốt và mát đã tốt. Vậy lúc này anh em hãy rút nốt sợi dây còn lại là sợi dây vàng sọc sân biển. Đây, vàng sọc sân biển. Cái này nó sẽ là tín hiệu xung từ Mobi sườn, từ IC cấp cho Mobin. Rồi, lúc này chúng ta sẽ sử dụng bóng đèn LED. Rồi, anh em chích cái đầu vào đây. Lúc này anh em mở công tắc máy, bấm lận đề xem bóng đèn có nhấp nhô hay không. Rồi, lúc này bóng đèn không thấy nhấp nhô, thì lúc này bước kế tiếp là bước thứ 3, anh em phải làm gì? Tắt khóa điện như sau. Rồi, mình sẽ phép được camera lại phía đây. Rồi, tắt khóa điện trước khi chúng ta đo thông mạch, coi đường dây dẫn có tốt hay không. Tắt khóa điện. Thì lúc này các bạn có thể không biết chân mô minh sườn là chân số bao nhiêu. Cực kỳ là đơn giản. Nếu các bạn có quyển tài liệu của Địa Tuấn như sau. Rồi, các bạn cảm thấy video này hay, hãy chia sẻ cho Địa Tuấn. Rồi, anh em không biết thì anh em không biết chân IC này, chúng ta là một người thợ mới vào nghề, mở quyển tài liệu của Điền Tuấn lên, chọn vào dòng xe A-Black. Đây, A-Black. A-Black 211-212, IC được mang ký hiệu V4142 xài chung. Rồi, chúng ta sẽ xem cái dây dẫn của mô hình sườn. Nó sẽ là chân số bao nhiêu? Chúng ta đếm từ 1 cho tới 33. Nó sẽ là chân số 11. Đây, vàng sọc sân biển, chân số 11. Đầu tiên nó sẽ là 1 là đen. Vậy anh em cứ như vậy, anh em đếm xuống 11. Đấy, và tiếp tục xuống hàng 12 và tới 22 và 23 cho tới 33.
Rồi số 11 à, tín hiệu sung Mobison. Lúc này anh em hãy di chuyển, bỏ tài liệu qua một bên. Rồi lúc này chúng ta sẽ quan sát cái chân của Mobison. Đầu tiên trong tài liệu chỉ và hướng dẫn, chân số 1 là 12V. Chúng ta đếm à, để như thế này cũng được, để như thế này cũng được. Thì chúng ta sẽ đếm từ phải qua trái. Đây à, nó nằm ngay ở đây là chân số 11. Thì lúc này các bạn hãy di chuyển tới cái khu vực làm việc. Các bạn lấy cho mình Tuấn một cái đồng hồ ở trạng thái đo thông mạch. Đây, kiếm cho mình một cái đồng hồ pin có tốt. Rồi, đêm nay anh em nào cần cái đồng hồ mặt to thì anh em comment luôn, giá hạt rẻ. Kế tiếp các bạn muốn đo thông mạch từ chân của Mobin đến chân IC thì lúc này chúng ta sẽ dùng đồng hồ ở trạng thái thông mạch có cái loa. Trước khi đo, chúng ta kiểm tra cái đồng hồ của mình còn tốt hay không. Nhấn hai que đo lại với nhau. Rồi, chứng tỏ đồng hồ của chúng ta ngon. Anh em xem video cảm thấy hay không mọi người? Hay không ạ? Cảm thấy hướng dẫn từ bấy giờ hay không? Cho thì Tuấn một cái thả tim. Tim đâu, tim đâu? Thank you quý vị. Rồi, lúc này anh chị rút cho thì Tuấn cục mô bên sườn ra. Rồi, hôm nay mình đang hướng dẫn cho mọi người làm thủ công, làm không có máy chẩn đoán, bởi vì nhiều anh em chưa có điều kiện. Rồi, IC này V41 tạm thời bỏ qua đây. Rồi, chúng ta lấy một cái đồng hồ ở trạng thái vót cái que nhọn nhọn một chút. Anh em xem video hay thì hãy chia sẻ để cho nhiều anh em cùng được xem. Rồi, chân số 11. Rồi, lúc này chân còn lại anh em sẽ đi tới cục mô bị sườn. Rồi, vậy chứng tỏ đường dây lúc này là đều thông mạch, gọi là thông thủy. Thông thủy, không bị ngắn mạch, không bị đứt dây. Đó, đồng hồ kêu tít tít. Ok. Vậy thì lúc này chúng ta đã đo thì đương nhiên đường dây này thông mạch, thì lúc này anh em từ từ hạng kết luận rằng con IC này chết. À, bình thường đo thông mạch như vậy thì đương nhiên nó sẽ chết. Còn đặc biệt một cái bước cuối cùng là anh em phải đo tín hiệu đầu vào. Tín hiệu đầu vào. Tín hiệu đầu vào là cái gì? Là từ CKB đi vào IC. Thì chúng ta không biết chân CKB đi vào IC có hư hay đồng thời đứt hai sợi dây đó không. Thì lúc này chúng ta lại tiếp tục mở tài liệu như sau. Tiếp tục. Đây. Chúng ta lại tiếp tục quan sát từ 1 cho tới 33. Chúng ta sẽ nhìn chân số 12, nó sẽ là dương CKB. Rồi, chúng ta sẽ chuyển xuống đây. Chân 23 là mát CKB. Rồi, ok. 12 và 23. Rồi, tiếp tục chúng ta lại di chuyển tới cái rắc IC. Rồi, 1, 11, à, 12 dương CKB, 22 á, âm CKB. Vậy chúng ta sẽ đo hai sợi dây này. À, hai sợi dây này xem nó là bao nhiêu ohm. À, kế tiếp và đồng thời chúng ta sẽ đo được nó đứt dây hay không. Không cần phải mở cái rắc này ra. À, bắt đầu. Đấy, chúng ta nhấn hai que đo vào với nhau. Chúng ta hãy di chuyển cái đồng hồ ở thang đo khoảng bao nhiêu? 200 ohm. Yeah, 200 ohm. Rồi, tạm thời mình để đây. Rồi, mình nhét vào. Nó hơi bị chật cái que này rồi. Mình phải vót cái que này nhỏ chút nữa. Nó hơi bị to nha anh em. Que này hơi bị to.
Rồi que này hơi bị to thì mình sẽ đo ở bên dưới này luôn cho anh em. Tí mình đo xong mặt sau nha. Rồi que của mình nó to mình chưa vót. Đây anh em sẽ đo. Đó, 116 ohm. Đây. Thì lúc này chưa nói được CKB là cục kít hai sợi dây sống hay chết thì anh em hãy chịu khó đi thêm một bước nữa là đo điện xoay chiều. Đây mình hướng dẫn cho mọi người làm thủ công. Rồi, đó. Tí mình sẽ đo thông mặt cho anh em bởi vì cái dây này nó chưa mài, nó cấn ở đây. Rồi, lúc này anh em sẽ chuyển qua ở trạng thái đo xoay chiều. 20V AC. Thì chúng ta nhìn thấy ngay ở trên này AC-V là điện xoay chiều. Rồi, ok. Rồi, chúng ta sẽ đo để chúng ta kiểm tra rằng kích ở trong mâm điện có tốt hay không. Đó, ok. Rồi, khoảng 2V4, 2V5. Đó, là tuyệt vời, đúng không? Tuyệt vời. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đo đoạn dây từ cái jack kích lên IC. Rồi, kích tốt, xoay chiều. Rồi, thông mạch. Lúc này chúng ta sẽ đo dây chân số 12. Rồi, cái dây này không tới rồi. Rồi, ok. Tiếp tục chúng ta sẽ đo dây còn lại về chân IC 23. Rồi, tất cả đường dây đều thông thủy thì lúc này anh em kết luận rằng xe này bị chết IC. Thì anh em hãy làm được những bước như vậy. Bởi vì anh em ở đây không có máy. Không có máy thì chúng ta phải làm thủ công nó hơi bị lâu. Còn nếu có máy thì anh em loại trừ ra cực kỳ là nhanh. Đó thì lúc này chúng ta sẽ báo với khách hàng xe của anh bị chết IC. Chết IC. Đó là cực kỳ là đơn giản. Còn nếu mà anh em nào không biết thì anh em có quyển tài liệu này thì anh em hãy xem cái mục lục này. Cái ban này bị mất lửa đúng không? Đó, mất lửa thì anh em có thể là kiểm tra bị mất lửa cao áp này. Trang 30-31 hướng dẫn kiểm tra mất điện cao áp. Đó, thì anh em có thể mở quyển tài liệu này. Trang 30-31. Đây, mình sẽ mở cho mọi người. Đây. Đây. Hướng dẫn anh em kiểm tra khi mất điện cao áp. Đấy, ta cần kiểm tra những bước như sau. Bước 1, ta cần kiểm tra buji và trục buji còn tốt hay là không. Đó, chúng ta nhìn thấy không? Bước 2, ta kiểm tra nguồn 12V và tín hiệu xung từ ECM cấp đến Mobisun. Đấy, đầu tiên ta chuẩn bị một đồng hồ đo điện áp hoặc một bóng đèn sợi đốt như hình ảnh để kiểm tra. Đó thì các bạn có thể là dùng cái quyển sắt này để các bạn kiểm tra ở trạng thái bước khi bị mất điện cao áp. Đó, ở đây nó sẽ là trang 30 và 31. Qua bên này nữa. Thì bên dưới sẽ có cái kết và đồng thời các bạn bắt bận. Đấy, trường hợp đặc biệt khi bật khóa điện để led sáng rực sáng tỏa xác định là ECM hỏng, đó là tín hiệu xung. Đó thì anh em có thể nhìn vào đây để anh em ok. Còn ở đây là kiểm tra tín hiệu đầu vào CKB. Đó, cái quyển này hầu như nó khá là thú vị cho anh em đi từng bước. Thì lúc này mình đã chốt chết IC thì chúng ta sẽ thay thế. Rồi, IC của khách hàng tạm thời mình để ở đây. Rồi, mình thay một con IC mới hoặc là IC cũ mua lại. Rồi, tất cả đường dây đều ok. Rồi, mình sẽ cắm jack lại. Rồi, lúc này anh em có thể tháo ra và lắp vào. Chúng ta tiếp tục thử tín hiệu xung. Đây. Tín hiệu xung.
Đó, 12V thì lúc nãy chúng ta kiểm tra có rồi. Chúng ta lại tiếp tục dùng cái bóng đèn LED. Đó, anh em sẽ dí bóng đèn LED vào đây. Chưa? Đó, bóng đèn LED vào đây. Rồi, chúng ta sẽ khởi động lần đề. Đó, anh em thấy không? Nó phải nhấp nhô như vậy. À, thì đương nhiên một người khách hàng đặc biệt người ta sẽ nhận xét mình là một người thợ đẳng cấp, có chuyên môn. À, bắt bận chuẩn xác, đúng, không sai lật. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt khóa điện. Anh em thao tác cái này, anh em phải luôn luôn nhớ tắt khóa điện. Mình để khóa điện đây. Cắm cái jack mô bin vào. Hơi bị tối nha anh em. Mình phải qua bên này. Đấy, bởi vì nó khá là sát. Đó, anh em làm nghề chúng ta phải thao tác tắt khóa điện nha. Rồi, ok. Rồi, lúc này anh em lấy khóa điện. Được chưa? Lắp vào. Rồi, anh em sẽ di chuyển xuống mô bin. Chúng ta sẽ lắp chụp vào như sau. Mình đang quay iPhone 13 Pro mà anh em. Tất cả ánh sáng và đồng thời có đèn LED. Rồi, mình sẽ kích hoạt cho anh em ở trạng thái xem có lửa hay không. Rồi, ok. Rồi, anh em tháo buji ra, lắp chụp vào trên buji ở trên động cơ. Rồi, lúc này chúng ta khởi động lật đề. Rồi, chúc các bạn thành công cực kỳ là nhanh gọn. Rồi, các bạn thấy hay thú vị cho Đình Tuấn xin like. Đó, cực kỳ đơn giản. Anh em xem video này cảm thấy có bổ ích thì cho Đình Tuấn xin một like. Cảm ơn anh em. Còn anh em nào đang còn thiếu đồ chơi thì anh em vui lòng liên hệ để mua hàng. Đó. Tất cả anh em nào cần cái gì đó thì anh em comment. Thì ok, cái tháng 7 này tất cả anh em mua hàng mình bao ship hết khi anh em chuyển khoản. Rồi, anh em mua một quyển tài liệu mình tặng cho anh em một quyển, đúng không ạ? Mua một tặng một nha. Đó, tất cả vào tháng 7. Đấy, những anh em nào thợ còn yếu thì anh em hãy tham gia, đúng không ạ? Tham gia bên Đình Tuấn để các bạn được nhiều cái hay bổ ích trong cuộc sống. Triệu ly kê. Rõ như ban ngày. Đây, một quyển này tất cả để anh em kiểm tra và bắt bận. Và cái quyển này nó sẽ là chân của IC và chân của SU. Anh em nào cần thì các bạn cứ mua một tặng một nha. Tài liệu này hiện tại trên Việt Nam không có bộ thứ hai đâu. Rồi, mua một tặng một thì anh em hãy truy cập vào cái Zalo 0909755993. Đấy, còn anh em nào đồng hồ áp bơm, bộ test mâm điện, nói chung là CKB hầu như đầy đủ cho quý vị. Đấy, đồng hồ, cái này là combo full pro. Rồi, anh em nào mua tài liệu thì chúng ta truy cập vào cái Zalo này nhá. Mua một tặng một. Đây, anh em đừng có ngại. Đấy, bỏ ra vài lon bia bữa nhậu thì anh em có bộ tài liệu này ngay. Đấy, thì tất cả anh em mua hàng bên mình thì mình đều bao ship hết cho anh em. Đó, thì anh em truy cập Zalo giá rẻ à, triệu à, 1 triệu nha anh em. 1 triệu, ok, tháng 7 báo giá luôn. Và đặc biệt cái tài liệu này nó không giống cái lôm côm mà tài liệu anh em mua trên mạng đâu. Mình dám đảm bảo luôn với anh em á, ở trên mạng những cái tài liệu đấy mình có hết rồi, nó không được như cái tài liệu này đâu. Đấy, trong này khá là hay. Anh em về nhà chịu khó đọc. Đấy, cái đầu đề. Rồi, và cái kết ở cái cuối cùng.
thì anh em sẽ làm rất thành công nha. Đấy, thì các bạn vui lòng truy cập vào cái Zalo. Đồng hồ 470 em báo giá luôn cho mọi người. Đồng hồ 470 nha anh em. Rồi anh em có hỏi gì thì anh em cứ hỏi em luôn đi, em trả lời luôn. Có anh em nào có thích mua cái gì thì mua, ok. Còn khu vực nào anh em đang đi những cái dòng xe điện tử mà bị hụt ga vào buổi sáng thì anh em comment, anh em lấy kim này này lắp vào cái lấy tiền luôn. Không bao giờ bị khách hàng quay lại băng rốn. Nha. Mình đảm bảo với các bạn là kim này nó zin luôn. Đấy. Lắp vào trị hụt ga, không bao giờ bị khách hàng quay lại băng vốn. Nha. Băng rốn đó. 1 triệu anh ơi. Mua 1 tặng 1 nha. Đang khuyến mãi. Dịp tháng 7 âm lịch tháng cô hồn. Khuyến mãi hết trong vòng 1 tháng 7 này luôn. Tất cả mua đồ đều bao ship hết. Từ nồi niêu son chảo nặng, chỉ cần anh em phải chuyển khoản trước thì mình mới bao ship. Rất mong anh em thông cảm, chứ bảo ở chốt toa mà chuyển khoản không chuyển khoản thì cái phí ship mình không thể nào mình bao được. Anh em nổ tài khoản mình bao ship cho cả nhà. Rồi kim 125, kim 150, kim 110, anh em nào cần thì comment. 125 và 150 tất cả nó đều là kim zin. Rồi tất cả cái gì cũng vậy, anh em có thể xem xét và anh em có thể là tham khảo. Bởi vì trên mạng anh em mua rất nhiều tiền những cái tài liệu này, vứt hầu như xé bỏ hết, đốt bỏ hết đi. Đấy. Cảm thấy tài liệu nào đọc khó hiểu trả lại không được tốt. Đỡ phải tài liệu nhiều đọc nhức mắt. Bởi vì tất cả những dòng xe FI này nó chẳng có cái gì là cái khó cả. Cái quan trọng là các bạn và mọi người và anh em không chịu học thôi. Đấy, nó chẳng là cái gì cả. Từ APS, đúng không ạ, cho tới sờ mất key, nó chả là cái gì cả, cho tới động cơ hay cho tới bộ nồi côn. Đấy, thì cái quan trọng là anh em mình phải chịu khó luyện, rèn luyện thì anh em mình mới thành công. Đấy, rèn luyện thì cả nhà mới thành công, không có gì cả nha.